Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Anh Ngọc Vlog. Trong video này, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi về cách cúng vía thần tài ngày mùng 10 hàng tháng. Theo quan niệm của dân gian, thần tài mang lại tiền bạc hay của cải, nên mỗi gia đình, nhất là gia đình mua bán hay kinh doanh, đều có bàn thờ thần tài để cầu xin mua may bán đắt, tiền bạc sung túc. Từ xưa, thần tài, thần thổ địa đã trở thành vị thần quen thuộc với mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là những người kinh doanh buôn bán. Thông thường, những người làm ăn buôn bán ngày nào cũng thắp nhang cho thần tài vào buổi sáng sớm khi vừa mở cửa. Vậy, cách cúng vía thần tài hàng tháng là như thế nào? Ngày mùng 10 âm lịch hàng tháng cũng được xem là ngày vía thần tài. Vào ngày này, họ sẽ cúng thần tài cẩn thận để khỏi mất tài lộc trong tháng đó. Tuy nhiên, ngày mùng 10 tháng riêng vẫn được nhiều người xem là ngày vía thần tài quan trọng nhất trong năm. Vào ngày này, không khó để nhìn thấy cảnh tượng tại các cửa hàng vàng, người dân xếp hàng dài để chờ mua vàng cầu may trong ngày vía thần tài, vị thần chủ quản tài lộc. Bàn thờ thần tài đi kèm với ông địa là một chiếc khảm nhỏ sơn son thiếp vàng. Trên bàn thờ nhất định phải có tượng thần tài, ông địa bằng sứ để thờ. Ngoài ra còn cần hũ gạo, muối, nước, lọ hoa, bát nhang, đĩa bày trái cây và khay năm chén nước. Các chuyên gia phong thủy cho rằng trong ngày vía thần tài, mọi người nên làm lễ cúng thần tài để cầu may mắn tài lộc. Lễ vật thường mua bao gồm một bình hoa, một con tôm, một con cá quả nướng, một con cua, một miếng heo quay, một bộ giấy tiền vàng mã, một đĩa ngũ quả, chum rượu để cúng lấy vía thần tài, cầu xin cho năm mới làm ăn phát đạt. Dân gian cũng truyền rằng thần tài rất thích món heo quay, chuối chín, đặc biệt là chuối chín vàng. Ngoài ra, dân gian còn có tục mua vàng đặt lên bàn thờ lúc cúng để xin lộc thần tài. Cúng xong, mang trên người sẽ được may mắn cả năm. Ngoài ngày vía thần tài mùng 10 tháng riêng, mọi người vẫn chọn mùng 10 âm lịch hàng tháng để cúng thần tài, cầu xin cho may mắn về tài lộc trong tháng đó. Chúng ta lưu ý khi cúng thần tài. Thứ nhất là chúng ta phải chọn tượng thần tài thổ địa mặt phải tươi cười, mặt sáng sủa, tượng không bị nứt, không bị vỡ, nhìn tượng toát lên vẻ phú quý. Thứ hai, thường ngày nên đốt nhang mỗi sáng từ 6 giờ đến 7 giờ và chiều tối từ 6 giờ đến 7 giờ, tức là vào 18 giờ đến 19 giờ tối. Thay nước uống khi đốt nhang, thay nước trong lọ hoa và trưng thờ ngày chuối chín vàng. Điều thứ ba, rượu hay nước thì đứng ở ngoài cửa tưới vào nhà, có nghĩa là đem tài lộc vào. Điều thứ tư, tránh để các con vật chó mèo quậy phá làm ô uế bàn thờ thần tài. Điểm thứ năm, hàng tháng thường lau bàn thờ, tắm cho thần tài vào ngày cuối tháng và ngày 14 âm lịch với nước lá bưởi hay rượu pha nước. Khăn lau và tắm cho thần tài không được dùng vào việc khác, tức là chiếc khăn này phải dùng riêng cho việc tắm thần tài. Đó là những điểm lưu ý khi cúng thần tài cũng như cách cúng vía thần tài hàng tháng. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Rất mong quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.